Anh chàng này là trai thẳng 100% đó, nhưng lại đứng im cho một người đồng giới hôn mình chỉ vì muốn tìm một người bạn làm phù rể cho ngày cưới. Đó là một hành trình cười ra nước mắt. Cái tội chơi một mình nó cũng khổ. Peter là một nhân viên bất động sản. Tối nay trên đường về nhà, anh dắt tay người yêu xuống khu đất hoang. Tay chỉ trỏ mồm chém gió, anh sẽ quy hoạch hết chỗ này làm nọ làm trai. Nhân lúc cô nàng đang phấn khích, Peter quỳ xuống với chiếc nhẫn cầu hôn. Vậy là sau 8 tháng quen nhau, hai người quyết định sẽ về chung một nhà. Duy vui lắm gọi điện thông báo bạn bè bốn phương. Ngày đẹp đã định, cô tranh thủ gọi mời cưới mà suốt 2 ngày mới với danh sách. Trái ngược lại, Peter chẳng hề có động tĩnh gì. Thì ra anh chàng có cuộc sống chuyển nhà liên tục cùng gia đình. Bởi vậy mà chẳng có lấy người bạn thân, chẳng bù cho cậu em trai, đi đâu cũng bạn bè đông đủ. Nhưng vừa khoe thành tích bố đã chêm lời, mày chỉ trực chén người ta chứ bạn gì. Hóa ra Robbie là người đồng tính. Hôm nay đến chỗ làm Duy gọi điện thông báo, tối sẽ tổ chức gặp mặt hội chị em ở nhà. Peter biết ý nói sẽ đi đâu kiếm và uống bia với bạn cho mọi người tự nhiên. Nhưng rồi hết giờ tập anh chẳng biết đi đâu chỉ đành mò về. Lúc họ đang hăng say nói chuyện, Peter lẻn vào phòng mà không ai hay biết. Anh pha ít rượu kem định bê ra thì nghe được vài lời chạnh lòng. Một cô bạn khuyên Duy nên cân nhắc, đàn ông không có bạn là rất có vấn đề. Mặc dù Duy gạt đi nhưng Peter đã suy nghĩ rất nhiều. Anh tìm đến xin sự giúp đỡ của Robbie, đứa em được mệnh danh là sát thủ cô trai. Peter muốn kiếm cho mình vài phù rể để không thua kém nhà gái. Vậy nhưng thằng em chết tiệt giới thiệu kiểu gì toàn người đồng tính. Kết bạn mà mời đi ăn đi chơi cứ như kiểu tán tỉnh yêu đương. Anh chàng hôm nay còn thò mồm hôn nồng thắm khiến Peter đứng người. Lao tâm khổ tứ trong việc tìm phù rể nên Peter đi sớm về khuya khiến Duy phải chất vấn. Bỏ qua vấn đề đó, họ bắt đầu khởi động để hâm nóng tình cảm. Nhưng miệng Peter toàn mùi thuốc lá khiến bạn gái vô cùng ngạc nhiên. Và khi anh nói ăn tối cùng một gã và hắn đã hôn mình thì Duy không giấu được sự ngạc nhiên. Peter đành thành thật rằng mình đã nghe được câu chuyện hôm trước và muốn tìm một người bạn thân. Lúc này Duy mới ngứa người, thảo nào em thấy anh cứ là lạ. Đừng bận tâm về mấy điều đó, em chỉ muốn anh hạnh phúc, thôi tắm lưỡi với gã lạnh lùng kia đi. Mọi vướng mắc đã được giải quyết, Peter vì thế mà chút được gánh nặng. Anh chú tâm vào sửa soạn cho buổi tiệc mở để đăng bán căn nhà. Có một vài người đến nhưng không ai thực sự quan tâm. Kẻ thì muốn lấy le với gái, xem vào vòng đánh rắm xong ra về. Tử tế hơn thì như anh chàng Sydney này đây, đến để ăn miễn phí và săn phụ nữ ly dị chồng. Không vui cho lắm nhưng Peter cũng quý cái tính thật thà, hơn thế nữa Sydney cùng chung nghề môi giới. Họ trao đổi danh thiếp và kết bạn kể từ đó. Cuộc gặp đã khiến Peter có lại ý định tìm người bạn thân. Nhưng những lần hẹn trước đó khiến Peter thấy rén, không dám gọi rủ Sydney đi ăn hay chơi ở đâu cả. Anh đau đầu nghĩ cách sao cho đối phương không hiểu lầm mình đang tán tỉnh. Peter loanh quanh một hồi thì quyết định bấm số, nhưng mồm cứ lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Ghé qua cửa hàng thì thấy ba bà chín chuyện. Duy còn mong mồm kể chiến dịch săn trai với mấy cô nàng làm Peter được phen đỏ mặt. Chuông điện thoại reo là Sydney gọi tới, anh chàng hẹn 5 giờ có mặt tại một quán ăn. Peter cứ vui vẻ tiếp chuyện mà không biết mấy cô gái ngồi đằng sau đang chỉ trỏ bàn tán, một cuộc hẹn giữa những chàng trai sắp diễn ra. Mọi chuyện cũng chẳng có gì nhưng thái độ bối rối của Peter khiến Duy cứ thấy sai sai. Trước khi đi cô còn dặn anh nhớ đừng ăn tối nữa đó. Sydney gọi ra hai cốc bia, họ vừa uống vừa nói chuyện về gái. Hai người đàn ông mới quen biết bàn luận vấn đề gì khác. Sau vài đĩa bánh cá cuốn, họ chia tay nhau ra về. Peter đã rất vui và bước tiếp theo sẽ nhờ Sydney làm phù rể. Lên công ty dành việc, anh lại gọi điện trò chuyện cùng cậu bạn mới quen. Sydney rủ đến bãi biển, Peter ngay lập tức đồng ý. Lần này họ nói về căn nhà Peter đang phụ trách bán. Sydney đã cổ vũ tinh thần anh rất nhiều, hãy chắc chắn mình làm được chứ đừng thử. Dạo một vòng cả hai về nhà Sydney dùng bữa, bố trí của căn phòng thật sự làm Peter ấn tượng. Để có một người bạn thân quả thật không dễ dàng. Peter bị ép nói ra những chuyện mà anh cho rằng quá điên rồ. Như lần gần đây nhất tự sướng, xem phim hay điện thoại để lấy cảm hứng. Đang luyên thuyên thì Duy gọi tới, cô có vẻ bất ngờ khi thấy anh trốn việc đi chơi. Giờ đây Peter mới hiểu rằng có một người bạn rất thú vị. Có những điều không thể chia sẻ ngay cả với vợ nhưng bạn thì khác. Ví dụ như không thể khoe với Duy rằng mình đã dùng ảnh của cô ấy tự sướng. Nhưng với Sydney thì cứ thoải mái mà nói mà cười. Hôm sau Sydney đến tận công ty tìm gặp, đúng lúc đó chủ nhà gọi đến chất vấn. Giá bán ngôi nhà của ông ta được chào với giá cao gấp 3 yêu cầu. Nhờ học được ít nhiều cái tính cách bất cần của Sydney mà Peter đã tạm vượt qua rắc rối. Giờ nghỉ trưa họ lại ghé một ngôi nhà gần đó của Sydney, cùng ăn và chơi một bản nhạc. Lúc này Peter mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ từ tình bạn. Những ngày sau cả hai dính như Sam, phóng trên đường phố làm những trò khùng điên. Sydney cũng vào vai cỏ mồi giúp Peter trong công việc. Đứng trước mic không hát mà toàn đánh lưỡi, đi xe bỏ hai tay chẳng khác nào đám trẻ trâu. Có vẻ như Peter chẳng còn thiết tha gì đến việc lấy vợ nữa, nếu anh ấy biết cuộc sống hôn nhân sẽ giết chết những giờ phút như thế này. Tối về nhà Peter thông báo mình vừa ăn tối cùng Sydney rồi nên đã lo cái bụng. Duy thật không hiểu nổi hai thằng đàn ông thì có thể làm gì cùng nhau trong 7 giờ đồng hồ. Một Peter nghiêm túc biến mất rồi, anh lấy máy tính khoe với Duy ban nhạc yêu thích, hào hứng kể mình từng chơi guitar.
Duy cười nhiều đấy nhưng vẫn thấy có gì đó lạ vãi cả cái đèn lồng. Ngày Peter tổ chức tiệc, Sydney cũng được mời, cô bạn thân của Duy cũng được đem ra mai mối. Mọi người quây quần bên bàn ăn, mẹ nói vài lời chúc phúc cho con trẻ, làm cái cơ để nâng ly. Mọi việc rất vui vẻ đến khi Sydney có đôi lời phát biểu. Không biết vô tình hay cố ý nhưng nó rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh ấy nói rằng Peter là một người vô cùng thật thà và dí dỏm trong tình yêu. Anh ấy không bao giờ nhận bất cứ điều gì từ người khác. Vì vậy khuyên Duy nên cho đi và san sẻ để mọi chuyện hòa hợp. Trên xe cô bắt đầu chất vấn người yêu, vụ ban phát giấc mơ là như thế nào. Peter thành thật, anh chỉ nói với cậu ta em không thích làm tình bằng miệng. Duy á khẩu, đó là chuyện riêng tư mà. Peter ngay lập tức biện minh, em cũng kể với mấy cô nàng kia chuyện ở suối nước nóng. Dù là rất nhỏ nhưng cả hai đã cự cãi lần đầu sau 8 tháng yêu nhau. Vậy nhưng cũng may nó lại gỡ rối được một vấn đề khá nan giải. Thật ra Duy rất thích, có điều sợ bạn trai đánh giá mà thôi. Hôm sau Peter đến gặp Sydney, anh nói về việc đã đặt 4 vé đi đánh golf. Dù không muốn nhưng bị ép buộc, anh ấy đành gật đầu đồng ý. Không khí đang vui thì Hailey có cú đánh đi vào lòng đất. Quả bóng bay đúng ống đồng khiến Sydney ôm chân chửi thề. Có lẽ đó là lý do mà anh ấy không bao giờ muốn chơi thể thao cùng phụ nữ. Buổi hẹn trở thành thảm họa, Hailey giận dỗi ra về khiến cả nhóm tan rã. Peter vừa mở cửa thì Sydney gọi điện thông báo, tối nay có một buổi biểu diễn của nhóm nhạc họ yêu thích. Thế là Peter rủ cả Duy đi cùng thay vì ngồi nhà xem HBO. Cô nàng cảm thấy lạc lõng trong đám fan nhạc rock, chỉ khoanh tay đứng nhìn cả bọn xung quanh như rồ dại. Mỗi ngày cặp đôi bắt đầu cự cãi nhiều hơn. Ngày cưới sắp đến, Peter rủ Sydney đi chọn đồ cùng. Anh than phiền về một vài mâu thuẫn nhỏ của mình với bạn gái. Thế tại sao cậu lại kết hôn? Câu hỏi bất ngờ của Sydney làm Peter có vẻ lúng túng. Căn nhà đến giờ vẫn chưa bán được, Peter nói rằng sẽ nhờ đồng nghiệp giúp và chia hoa hồng cho anh ta. Sydney lại gạt sang một bên khẳng định Peter không cần phải làm như vậy. Anh rút điện thoại bảo cậu bạn tạo dáng và chụp một vài bức ảnh ưng ý. Cậu có tất cả kỹ năng trên thế giới nhưng lại thiếu sự tự tin, Sydney nói rồi dúi bộ đồ cho Peter vào thay. Cùng lúc đó anh cũng ngỏ ý muốn mượn Peter 8.000 đô để đầu tư một thương vụ chắc chắn có lời. Vì phải tự lo tiền cho tiệc cưới, Peter nói rằng mình sẽ tính toán và trả lời sau. Anh chàng đồng tính với nụ hôn để đời Peter đột nhiên xuất hiện buông vài câu trách móc, đồ phản bội, đồ con điếm rẻ tiền. Trước sự việc diễn ra, Peter đành giải thích mọi chuyện, từ việc mình đi tìm một người bạn cho đến lúc gặp Sydney. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý cho bạn mượn tiền đầu tư, đó là việc cần làm với người sẽ trở thành phù rể tại lễ cưới của mình. Tối hôm đó, Peter cùng vợ ngồi thảo luận về việc đặt bàn. Họ hẹn nhau trưa mai gặp để cùng đi đăng ký kết hôn. Nhưng rồi một việc bất ngờ xảy ra, đồng nghiệp của Peter đã tìm đến người chủ có căn nhà đang bán. Sự việc mập mờ ấy khiến Sydney tức mắt tiến tới gây lộn. Về đến nhà, Peter than phiền dự án coi như đi tong. Anh cũng nói ra việc mình cho Sydney mượn tiền nên giờ sẽ có chút khó khăn. Duy nghe vậy thì không vui ra mặt, chúng ta sắp kết hôn và vì sao việc đó em lại không biết. Nhưng người ta thì mềm dẻo vài câu cho qua đi. Nhưng Peter lại không thế, em nghĩ vì sao chúng ta lại kết hôn? Sydney có hỏi anh thế mà anh không trả lời được. Duy nghe mà lộ ruột, trước 2 tuần lễ cưới diễn ra và anh không biết tại sao mình lại làm điều đó. Cô ấy giận thật sự, xách túi lên và rời khỏi nhà. Đang lúc rối bời thì Peter nhìn thấy đám biển quảng cáo in hình bản thân. 8.000 đô Sydney đã dùng để làm việc điên rồ này sao? Rất tức giận, Peter đến gặp cậu bạn chất vấn. Như một đứa trẻ giận dỗi, anh muốn chấm dứt tình bạn, nghỉ chơi cưới không mời, đề nghị Sydney hạ biển quảng cáo, thậm chí đòi lại cả cuốn băng đĩa. Sau đó Peter đến tìm Duy. Cô giờ đã nguôi giận nên cùng anh ra ngoài nói chuyện. Sau lời xin lỗi chân thành và mấy câu đường mật, Duy cũng hết giận đưa đám cưới trở lại lịch trình. Mới ở nhờ nửa ngày mà ngay vợ chồng bạn cãi nhau, Duy thấy nhức hết cả đầu. Lúc họ phang phục nhau cũng kêu to không kém, làm ơn mang em ra khỏi đây. Peter nghe vậy liền nắm tay người yêu vào nhà dọn hành lý. Nhân tiện anh cũng thông báo mình đã cắt đứt quan hệ với Sydney. Về phần Sydney lúc này cũng buồn nẫu ruột, bạn thì đông nhưng gọi một đứa nhậu cho đỡ buồn cũng khó. Công việc chuẩn bị cho lễ cưới bận rộn nên đã vài ngày Peter không đến công ty. Tin nhắn ở điện thoại nhiều vô số kể, chiến dịch quảng cáo của Sydney vậy mà thành công rực rỡ. Người nhờ mua, người yêu cầu giúp bán. Lúc này Peter đã đủ cân đảm tát vào mặt thằng đồng nghiệp đều và hét lên, Tevin, biến mẹ nó ra khỏi vụ làm ăn của tôi đi. Không tìm được người phù hợp làm phù rể, Peter lấy số lượng đè chất lượng. Từ ông lão 89 tuổi đến cậu em đồng tính cũng được trương dụng. Rồi để ý thấy chồng mình đang ngóng về phía cổng, cô hiểu anh ấy đang mong chờ điều gì. Cô gọi điện đến cho Sydney mời anh đến làm phù rể. Thật trùng hợp khi anh chàng cũng đang cong đít phóng tới cho kịp giờ. Dù muộn nhưng vẫn còn chưa trao nhẫn, Sydney vụng về từng bước đến. Anh đưa cho cậu bạn số tiền đã mượn, cộng thêm đó đám biển quảng cáo miễn phí như quà mừng. Peter xin lỗi Sydney về những lời đã nói, vậy là đám cưới đã có phù rể. Gia đình, bạn bè, tình yêu, đó là những mối quan hệ chúng ta không thể thiếu trong cuộc đời. Vậy nên hãy cố gắng cân bằng chúng cho cuộc sống luôn nở hoa. Hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.